Mèo bánh xèo xin chào các bạn. Hôm nay không có mây trắng nắng vàng, chỉ có anh trai siêng năng thăm ngàn kiếm vài con cá làm chén cơm. Anh biểu diễn màn bắt cá bằng ống nhựa và trứng gà cho mọi người cùng xem. Thấy cá lần lượt sập bẫy là biết được độ uy tín của anh trai như thế nào rồi đúng không mọi người? Đó chỉ là sự mở màn flex cho anh em xem thôi. Sau đây anh mới biểu diễn quá trình chế tạo hệ thống bẫy cá khổng lồ trong lòng đất nè. Anh trai hôm nay có vẻ rất yêu đời, vừa huýt sáo vừa cầm cây sẻng đi tìm khảo sát địa hình cho chiến dịch bắt cá. Lượn hờ hết cả nửa ngày, đi từ chỗ này qua chỗ nọ, đi hết nửa vòng trái đất, cuối cùng anh cũng chốt được vị trí sát bờ sông siêu đẹp để ra tay thể hiện công cuộc làm bẫy của mình. Sau khi đo bằng mắt thì anh định hình sơ sơ được và đào hố. Không biết anh có phải học trò của thầy Lộc Phu Hô không mà thao tác điêu luyện chuyên nghiệp thế không biết nữa. Không làm mà vẫn muốn có ăn thì cặp đất mà ăn, nhưng anh trai lại chọn xúc đất kiếm ăn, đào đất làm bẫy, kiếm cá ăn đó mà. Vòng tròn bát quái dần được lộ ra, anh đào hình tròn cũng chuẩn phết. Sau khi định hình được vòng tròn, anh tiến hành đào về chiều sâu, vì tham vọng của anh là bẫy cá khổng lồ, thế nên anh đào hố sâu một chút để chứa được nhiều cá hơn, còn nhiều cỡ nào thì tôi không biết. Công việc này cũng tốn sức không ít, sau thời gian làm quá mệt anh liền cởi bớt gánh nặng, là cái áo ra cho thoáng mát làm việc cho năng suất hơn. Cởi cái áo xong anh như ít 10% công lực, càng làm càng hăng hái, anh chỉ làm vì đam mê là chính thôi. Đào một lúc thì sâu tới ngang hông của anh là đạt rồi, vậy là vừa đủ một vựa cá lớn. Tiếp đến anh làm đường để thông với sông, thông ống với sông cho dễ bắt cá, vẫn tiếp tục đào đào, thăm ngàn hăng say, ôi ôi nước tràn vào như lũ tràn bờ đê, nhưng đó đúng là mục đích của anh ba chúng ta mà. Giờ đồ nghề của anh mới xuất hiện, đó chính là ba cái ống nhựa PVC độ ngắn vừa phải. Khi đặt vào đường thông với bờ sông thì vừa khít, đúng là anh trai chỉ cần đo bằng mắt và tính toán ở trong đầu, chứ không tiết lộ cho mọi người cùng biết được. Sau khi đặt vào xong, anh tiếp tục đi kiếm và mảnh cỏ đặt lên cho thêm phần đẹp đẽ và bí mật, cũng góp phần ngụy trang cho lũ cá, khỏi nghi ngờ mà chui thẳng vào bẫy của anh. Ây ra hai mảnh là vừa đủ, còn chừa chỗ cho nó mọc lại nữa chứ. Quay đi quay lại tôi khen anh trai này rất nhiều, tính toán rất đỉnh, không thừa không thiếu tí nào. Bước tiếp theo chính là phần đặc sắc nhất, quyết định độ thành công của cái bẫy đó chính là mồi nhử. Anh về nhà xin ít trứng gà của vợ và hứa sẽ trả lại cá. Thế này mà không được con nào thì lại toang với vợ mất thôi. Trứng cũng phải chọn lọc nhé các bạn, lắc lắc cái xem nó có bị thối không đã này, mùi thối thối cá lại chê thì khổ. Sau khi đập lượng trứng vừa đủ vào hố thì quậy lên cho mùi dàn đều ra, phần còn lại thì chừa cho mấy con cá biểu diễn. Sau buổi chiều chờ đợi thì những con cá bắt đầu đánh hơi được mùi và bơi đến. Con đầu tiên đã vào bẫy phát tín hiệu SOS gọi cả dòng họ vào cùng luôn, úi úi lại thêm một bé nữa. Xem ra đợt này anh không sợ bị vợ mắng vì lấy trứng nữa rồi. Chiều chiều trời mát khi thời cơ đã chín, anh ba đã trở lại và cầm cái rổ to theo. Sau khi nghe ngóng ở dưới nước, anh đã chắc được hôm nay có nhiều cá. Khi đã dùng tay kiểm trứng, anh lao luôn vào hố tự bắt lên cho nhanh. Ây ra mấy con cá da trơn này thật khó bắt làm sao, cứ chạm vào là lại trượt mất. Nhưng không sao, với kinh nghiệm của anh cuối cùng anh đã hất được con cá to lên bờ. Khi kinh nghiệm đầy mình thì những con sau đưa lên bờ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mấy con cá bất lực nằm yên vị trên bờ, không dãy nổi nữa. Chắc uống nước đến no rồi chứ gì. Nhìn mấy con cá lần lượt được đưa lên bờ mà thấy ham ghê. Thế này thì tôi phải ra bờ sông thực hành theo cách của anh trai rồi. Lay hoay một hồi lâu, anh đã đưa cả dòng họ nhà cá lên bờ yên ổn. Mọi người thấy anh trai hôm nay đỉnh chưa? Chứ tôi thấy làm việc dùng cái đầu cái gì cũng tuyệt vời luôn ạ. Khoan khoan, chưa hết đâu. Trong một lần say xỉn quá đà mà thanh niên này đã lỡ bật lại nóc nhà sư tử. Và thế là bây giờ anh ta phải lang thang mỗi ngày để có thể sống sót qua mùa trăng. Này thì rượu vào lời ra, giờ thì ra ngoài đường ở luôn rồi đấy. Vậy là lại phải đến với những chuyên mục bắt gì ăn đó. Từ ngày bị đuổi thì hôm nay anh trai này sẽ quyết định lội sông để tìm những con mồi béo bỡ cùng với cái bẫy đỉnh cao của mình. Để thực hiện được âm mưu thâm độc ấy thì đầu tiên anh trai phải cua quét hết của dân làng những vật dụng cần thiết, nào là dây thép, những thanh gỗ, lưới và các thứ khác cùng bộ đồ nghề có 102, đi cùng với đó là hai cái móc khóa chuyên dụng và một đống đinh. Tiền thì không có, mà không biết ở đâu lại chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo vậy trời. Nhìn là biết vật dụng trong nhà hàng xóm cũng mất kha khá rồi đó à. Không liên tha liên thuyên dài dòng, anh trai bắt tay vào công việc. Đầu tiên anh dùng 4 cây gỗ to chấp lại với nhau, tạo thành hình chóp rồi dùng thước đo chiều dài gỗ. Tiếp đến, anh lại dùng 4 cây gỗ to khác để nối bề ngang của gỗ lại với nhau. Kế tiếp, anh cưa đi đỉnh của hình chóp, rồi dùng những thanh gỗ ngang đã được cắt sẵn để cố định vào 4 mặt bên trên, sao cho nó trở thành một cái ghế, nhìn cũng thật ảo ma quá phải không mọi người? Chắc ổng tính làm cái này, để mà lâu lâu đau nặng thì đi luôn cho tiện nè. Chứ mới nhìn vào làm tôi tưởng đâu là cái bồn để đi ẻ trên sông không đó các bạn ạ. Tiếp theo anh trai lại cố định những cây thép với các thanh gỗ ngang bằng đinh. Nhờ đôi bàn tay đầy khéo léo ấy thì không lâu sau mà cả 4 cái đã được nối lại hoàn thành. Giờ đây anh nối những thanh gỗ có dây thép ban nảy vào thành của cái bồn cầu, à nhầm, thành của cái bẫy ấy. 1, 2 rồi lại đến 3 và 4, tất cả chúng đều được nối lại với nhau một cách vô cùng tỉ mỉ. Cái này là cái bẫy hay cái lồng chim vậy trời, sao càng nhìn tôi càng thấy nó giống cái lồng hơn đó các bạn nhỉ. Chưa dừng lại tại đây, thanh niên bắt đầu cho một khúc gỗ bự vào vị trí trung tâm của cái bẫy ấy.
sau đó là dùng móc có lỗ tròn đóng vào thân cây, rồi sau cùng là dùng những sợi dây thừng để nối những thanh gỗ có dây thép với đinh tròn trên đỉnh cây ấy sao cho nó có thể di chuyển lên xuống là được. Giờ thì nhìn vô là biết ngay cái lồng luôn rồi, không biết có con cá nào chui được vô trong không nữa. Cá ở dưới mặt đất, mà ông anh làm cái bẫy ở đâu trên trời á ta? Cơ mà có lẽ là anh ta nghe được tiếng sân si của tụi mình hay sao đấy, mà giờ ổng mới chịu gắn cái lưới vào bà con ạ. Nhưng càng gắn thì càng thấy giống cái lồng chim hơn, không biết ổng có bắt được cá không hay, lại tự mình bắt mình nữa đấy. Dù cực khổ như vậy, nhưng nãy giờ mới chỉ là bắt đầu, vì lúc ổng khinh cái bẫy ra ngoài sông mới là mệt. Nhìn ổng lôi cái bẫy siêu to khổng lồ ấy trong nước, mà tôi cũng ối rồi ôi luôn. Tưởng đâu chỉ có cái lôi nó ra sông là nặng nề nhất, nhưng cái lúc dựng cho nó đứng lên mới là cả một quá trình. Đang đói bụng mà gặp cảnh này thì chắc chết vì mệt trước khi chết vì đói mất. Anh lại dùng dây thừng để nối một đầu với đỉnh khúc gỗ và đầu còn lại thì nối với thân cây gần bên trên bờ. Đúng là một anh chàng siêu thông minh, chắc IQ của anh cũng thuộc hàng vô cực. Nhìn cái bẫy cũng công phu phết, có thể mở ra mở vô mà không cần đứng gần. Cuối cùng là đến với một bước không thể thiếu. Ngay bây giờ anh trai sẽ cho những miếng mồi thơm ngon vào trong một tấm vải và lưới được gắn bên dưới nước chỗ cái bẫy. Thế là đã có ngay một cái bẫy cá, đỉnh của đỉnh rồi đấy phải không mọi người? Giờ thì chỉ cần anh trai hạ cái lồng chim kia xuống, cho thức ăn vào là sẽ có được những con mồi béo bỡ ngay. Tôi đã nói là chỉ có đúng chứ không có sai, bởi không lâu sau đó, những bé cá đã rơi vào lưới tình và rồi anh trai một phát một kéo dây lên thì lúc này đây bọn nó đã chính thức mắc bẫy. Cái kết giờ đây thì các bạn thấy rồi đó, anh trai đã hốt được một mớ cá mờ lem to béo vô cùng. Con nào con nấy cũng đều muốn hết nước chấm, xem ra bắt cá kiểu này thật là quá nhàn đúng không bà con. Thôi thì các bạn còn chờ gì nữa mà không cho anh ấy một like nào. Video review giải trí của Bánh Xèo đến đây là hết. Mèo Bánh Xèo chúc cả nhà có một buổi tối xem YouTube vui vẻ. Xin chào và hẹn ngày tái nạm cùng cả nhà sau ạ.